mình vừa câu được một con quái vật luôn mọi người ạ. Tầm một yến nhé mọi người nhá. Mọi người biết tại sao hôm nay là em mình không ra video? Tại vì con này đấy, hơi mất thời gian đấy. Mất thời gian gì? Đi câu. Chứ ông đừng có một điều, ông đừng có quét đi. À, thật ra là hôm nay anh em mình đi đá gà mọi người ạ. À, hôm nay đi đá gà, hôm nay giành rất rất nhiều thắng lợi. À, đá gà gọi là tía. Tía im mồm. Tía im mồm. Đấy. À, và khi anh em mình đá gà về xong rồi thì nghe được tin là Trung Bin với lại anh Khang Trần và Khang Móm hôm nay đã cắt móm thành công. Khang Móm nickname là Khang Trần, sinh năm 1988. Chưa một mảnh tình vách tai. Thì về anh em mình nghe nói là mấy anh em ở nhà câu được cá, thế là về anh em mình phóng xuống hồ lấy luôn con cá này về để làm ẩm thực cho mọi người xem. Đợi tí nữa mấy anh em xem ở dưới đấy câu được con nào nữa không, về thì bắt đầu anh em mình là ở nhà bếp núc. Hôm nay là anh em mình sẽ ở nhà bếp núc cho mấy anh em đi câu ở ngoài hồ. Bây giờ sẽ hôm nay sẽ làm con cá chấm đen, một món đặc biệt nhé mọi người nhá. Làm món gì đấy? Con này thì tí nữa mình sẽ cho gọi là cá chấm bay. Tí nữa mình phanh ra nướng cả con nữa. Nhưng mà nướng theo kiểu, nhưng mà nó to quá chứ không biết. Ui, là anh ơi, không biết phải, là có được không. Phải làm cả món vảy cá trên đòn nữa. Rồi vảy cá hôm nào. Hôm nào. Ôi, to. Hôm nào phải đi săn hang khủng ấy, vảy khủng ấy nhỉ. Đấy. Chiên thì ăn hết giờ như phục vụ. Mọi người nhìn thấy chưa? Con cá này là con cá cũ ở hồ nên rất là dài, dài. Nhá mọi người. Lòng mề rồi đây. Nó không bị béo lắm như cá mới thả ấy. Lòng mề rồi anh ơi, xuống mẹ nhỉ. Ui, dài thế đấy. Nào phải giữ cái này cho anh. Bây giờ sẽ phải làm sao phanh được nó ra, làm sao để lật được nó làm hai ấy mọi người. Lật làm hai, đây giữ được nữa. Thì anh chẳng mù lưng. Đấy, không, mù lưng cái gì. Mù lưng đấy à. Thế giờ phải bổ đầu ra đã. Banh nó chuẩn. Xương cá nó khó lắm. Đấy. Anh lấy dao con anh gạt. Chưa, phải làm thật khéo thì nó mới thoát chuẩn được. Đấy sợ. Ây cái sủ nó thì kinh rồi. Mày thì kinh rồi. Mày ngoan cố à. Mày thì kinh rồi. Đó. Nào, bỏ ra, bỏ ra. Ui dồi ôi. Nó to, nó khỏe. Hả? À, giữ trên. Ui, cái nào mà làm sashimi đấy anh ạ. Cá chấm đen nhỉ. Thì kinh khủng quá. Mọi người nghĩ đến cái món sashimi cá chấm đen nhỉ.
Thì nữa là món này sẽ được lên lên mâm với nhiều gia vị khác nữa mọi người nhé. Giờ này đang bí mật. Con này con cá cũ khá là dai nhá mọi người nhá. Đấy, như chấm đen thì nó có hai loại mọi người. Con cá này con cá là con cá chấm đen ở hồ câu ấy, nó gọi là cá lai, chấm đen lai. Còn cá chấm đen thuần thì hơi khó, bây giờ phải kiếm ở sông suối sâu cực. Chấm đen lai thì nó không được ngon bằng cá chấm đen thuần. Cá đen xì á? Con đen xì mà bụng trắng ấy. Đấy là cá tự nhiên. Không, nó là loại cá chấm đen. Đây cũng nhiều kiểu như con cá chấm đen này, nó cũng như kiểu cá có loại gà ta với lại gà gì nhỉ? Nó nhìn nó giống nhau đấy. Mấy gà nơi nó sinh sống thế nào cơ? Thì nó mới màu. Đấy, tuyệt vời không mọi người? Vàng luôn. Thì nó thì vàng ương lên thơm. Cái dâu này thì nó là quên tiếp vào đấy. Tỏi chứa nhỉ? Wow. Thịt dứa này, không có tìm mỡ nào luôn. Cá chém điên hồi vụ trường à? Nhiều mỡ lắm. Con này con cá lưu. Cá này lưu, tại hồ này khoai. Hồ này khoai. Mới là trái cầu. Dạo này ít người câu nên mới người ta dạo này mới hay lên cá. Ok nào, bây giờ đi bắt bếp nhá. Mày ngồi đây trông nhá, không được để cho chó ruồi. À chó này tao thì không dám động. Ok. Chó thì mình động vào của mình đây, thịt bỏ luôn. Không phải lằng nhằng. Đừng có lằng nhằng. Đấy, tôi trong thì nó còn quết nữa. Rồi, cái nước này để quết luôn. Rồi, để đấy nó ngấm ấy nhỉ. Rồi, để trông nhá. Ok. Đấy, tuyệt vời chưa mọi người? Đây. Đỉnh. Ui, tí nữa em đăng ký cái app nó. Thấy nó đang phọt vào mỡ đầu em tư đến cái đầu. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu cho cá lên thớt nha mọi người nhá. Ừ. Đấy, nó thế. Sang bên kia. Từ từ đấy nha. Chào bà. Nó đây còn lấy cái găng tay nữa. Đấy. Không biết là cái phên của anh em mình có vừa không, nhưng mà sẽ cố gắng làm sao để cho nó vừa được con là trong đấy. Cái kia trên bờ tường kìa. Đấy, sẽ cố gắng làm sao để cho nó vừa cái phên này nhá mọi người nhá. Cái đuôi nó thì chắc chắn sẽ thừa ra đây rồi, cái đầu chừa lên trên rồi. Còn phè hai cái bụng ra nữa. Đấy thì bây giờ cứ thử úp nó vào xem nó thế nào đã. À. Hơi tối không biết mọi người có nhìn rõ không? Đặt tay mặt thôi. À được. Được thế này vẫn nó ôm được. Nó phê mồm này ra là được. Được vừa đi. À, úp cái kia đưa cái kia úp vào. Đưa này úp vào. Nào. Úp vào. Đấy. Gắn cố định luôn. Bây giờ lấy dây thép buộc luôn. Buộc luôn thế này. Xong rồi tí nữa lật đỡ bị tình trạng là như lần trước con cá mú nha mọi người nhá. Mà đợi vào lấy dây thép. Ok. Nào bây giờ để đổ than ra đã nha. Ấy từ từ bỏ ra thì ta chát thôi cái này lên. Đấy con dây thép đấy. Dây thép với cái kéo đấy. Rồi hấp dẫn cho mọi người. Ý. Đây rồi ok. Nào úp vào. Bây giờ sẽ bắt đầu lên thớt nha mọi người nhá. Không được lùi còn lùi gạch lùi đấy. Để em làm nhiệm vụ mày lấy nhá. Mày lấy thêm than đi. Ok. Đấy, thì hẳn ra ngoài con cá nó dài quá mọi người, thế nên là cần phải lùi hẳn ra ngoài nào. Lấy thêm than đây mau đệ ơi. Lấy cái quạt nữa. Rồi ok.
Qua đi à? Quá tuyệt. Nào lấy thêm than, lấy cái quạt kia ra đây, đây để kia. Mọi người thấy tuyệt vời chưa? Khá là ok nhá. À đã đã, ui dạ. Ui rồi ôi, tuyệt vời chưa? Tuyệt vời chưa mọi người? Đấy. Ôi à. Mình thấy nó bắt đầu thấy hấp dẫn dần rồi đấy. Thêm tí màu mè nữa. Thấy chưa? Mọi người thấy ngon chưa? Tuyệt vời chưa? Đây không phải màu mè nữa mà vẫn là cái nước sốt lúc nãy nha mọi người nhá. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Nào lần đi thế thơ. Rồi ok. Ok con dê. Nào tắt. Úi dồi. Úi dồi ô. Tuyệt. Ôi. Kéo kéo. Đừng ngung lại. Nhìn như kiểu là thịt bò ấy nhỉ. Mọi người thấy thế nào? Mọi người thấy hôm nay anh em mình nướng con này có tuyệt vời không? Quá là tuyệt vời luôn. Nào, cho ta một lần. Không bỏng. Nào cầm chắc vào. Ôi. Nào, lật cái mặt này. Vai sao? Ui rồi ôi. Rồi rồi, cho hẳn sang bên này này, cho hẳn sang bên này. Đấy. Tuyệt vời chưa, tuyệt vời chưa? Đấy, bây giờ sẽ gỡ cái này ra đã nhá. Mày lấy cái kéo đây để gỡ. Okay. Từ, không rách mất thịt. Ấn vào anh ơi. Cái thịt ấn lên. Ấn không nó rách mất mọi người. Ui. Từ thôi. Anh vừa tay anh nhấc thì anh cứ bảo từ. Ui. Ấy, từ. Ngon. Mời mọi người nhá. Ngon nữa. Ngon nhỉ. Nào bây giờ phải lật. Lật làm sao để cho đấy nhá. Thế. Anh đưa anh trợ giúp cái. Thằng anh rồi anh chung. Bây giờ phải giữ được nguyên cái. Để nó xuống đi. Để. Xong rồi mà đấy. Thế. Tao đưa thế đó. Lật một phát nha. 1, 2. Rồi. Từ. Rồi bây giờ. Nhấn xuống. Cứ nhẹ nhàng thôi, gặp vùng hết vảy. Bong. Kéo bong. Ngon nha. Kéo bong. Ui, tỏi này. Ăn miếng tỏi này đánh giấm thôi rồi. Kéo bong. Thơm nhỉ. Bong nghĩa là ối thối. Chung với là một mạng. À. Ý, cứ phải từ nhẹ nhàng, từ chân bước vào nương. Ôi giời ơi. Đây. Đỉnh luôn anh ơi. Quá đỉnh luôn nào. Thơm đấy. Đưa nàng về dinh nào. Kiểu. Đưa nàng về dinh. Tiền. À. Rồi. Tuyệt vời. À đấy, đặt vào giữa luôn. Rồi. Ok. Vậy là con cá của anh em mình đã chế biến xong rồi nha mọi người nhá. Hôm nay là cá của cụ Khang móm giật được. À Khang chân. Đấy, móm đồ móm. Chung hôm nay bây giờ sẽ giới thiệu cho mọi người món cá chấm đen của anh em mình nhá. Đấy, bây giờ hôm nay anh em mình sẽ ăn theo phong cách gọi là đây gọi là phong cách gì nhỉ? Để mô cho mọi người một miếng nhá. Lai tây đây này. Ây. Ui trời. Ui à. Trời ơi cái da nó. Ngon không xin? Ây. Ngon tối rồi các bạn ạ. Thịt đấy. Ây. Cà rốt này. Đấy. Ấy. Anh em gắp đi, chén đi ấy. Em phải làm cái anh ạ. Chén đi. Đẹp lắm rồi. Anh phải cho cái cay nữa. Đâu? Cái cay đâu? Cái đây. À đây rồi. Đây. Có 4, 5, 6, 7 loại rau luôn nha mọi người nha. Cuốn vào chén. Mình cho một cục cá to này. Ăn chưa? Trắng bông luôn nha. Mời tất cả mọi người nhá. Đây.
đâu, mới hết rồi. Thôi nghe. Thật sự hôm nay không phải là cá anh Khang câu được ngon mà em được ngon quá. Không phải đâu, cá anh câu được ngon rồi đấy. Thay cao hủ ấy nhỉ. Ngon thật. Ngon không? Em cho ít rau rồi. Mọi người nhìn cái thứ thịt đó nha. Chín hết nha mọi người nhá. Không bao giờ sống một tí nào luôn nha. Đấy, thấy chưa? Mình nướng thì quá đẳng cấp luôn. Đấy, mình không làm đẹp được nhưng mà cấp cơ quan trọng ở chất lượng. Chúc mừng đấy nha. Chúc mừng Khang với Trung thân móng. Ê, anh đâu ấy? Xuống đi. Thân móng. Đi xuống luôn đi. Anh đâu? Đi lên trong. Đâu đi anh? Đâu chú ơi? Vào đi mà, chân em, thấy không? Sao nó hổ? Có ai cá, nó đi cái cường ấy. Hả? Sao nó hổ? Mày làm nó rách chứ chả hổ. Kéo xương nha, quấn tí cho cẩn thận. Nhan. Ôi giời. Đấy, ngon chưa? Ôi giời ơi. Đấy, còn ai nữa nhỉ? Đâu tỏi ít mà tại ngon không? Hả? Ủa ngon nhỉ? Nhưng mà chín rồi. Tỏi với anh này em xào rồi, rồi xong còn ướp nữa này. Có cả trong cái này nó cũ. Nó đến tuổi gọi là cập kê sắp chết. Thầy Khang anh khều được. Ôi trời ơi, nói thế. Ôi trời ơi. Đó là ăn được, ôi. Nói khều này. Hôm nay à, ông chủ đi vắng nên hơi mi. Anh là phải xem xét lại cái... Một là ba tiêu các kiểu là... Đúng rồi, đấy là do này Dũng mới đang cường bóng lâu quá nó mới nghĩ thế đấy. Hay là được, hay là hôm nay nhổ mạ bật trả. Đang cho ông bật trả thôi. Sao ông à, tí lăng xê với rẻ lưới. Ngon nhỉ. Tuyệt vời mọi người, con này thì khả năng tất cả mà cháu anh em mình không ăn hết được rồi. Nếu mà cá chấm đen ấy thì nó có hai loại, cái loại mà là chấm đen thật, con này là chấm đen lai rồi, không nói gì. Còn nếu mà con chấm đen nào thì nó ở sông suối ấy, thì nó không đấy, còn con này ở hồ dịch vụ, hồ câu ấy, thay anh em mình ăn đi câu ấy thì cái lượng mỡ trong người, à lượng cholesterol trong người nó khá là cao, thế nên là nó rất béo, chỉ có nướng nó lên ấy, thì mỡ nó chảy gần như là hết rồi thì nó sẽ rất ngon. Còn con cá này mà hấp hoặc là ăn lẩu hay là luộc ăn không ngon đâu nhá, chỉ có nướng là ngon nhất. Cho mọi người xem lại toàn bộ con cá của anh em mình nhá. Nhìn nó bây giờ nó không phải là chấm đen nữa mà nhìn giống con cá chim ấy, thề bè bẹt 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 à. Đấy. Mau đi. Đấy, mau đi nó ăn. Miếng siêu to khổng lồ. Chà chà, hấp dẫn. Cười gì? Mình không còn kiểu cuốn, mình cuốn tầm 2 lớp ăn mới phê. Ấy, xin làm gì ấy? Xin cuốn người. Xin đấy. Cuốn ổ ở dưới không ạ? Xin chào các bạn ý. Mọi khi chào các bạn xin ăn chào tất cả các bạn. Xin hello Tama TV nào. Mình là xin. Biết ngại mày quay đấy, xin biết ngại mày quay đấy. Chào máu chàng 9 cân, 2 tuổi. Không ngại ba đối thủ nào. Châm bao toàn quốc. Đọc bao toàn quốc. Thôi, khả năng là video của anh em mình có thời lượng nó cũng khá là dài rồi. Muốn cho mọi người biết về một con cá chấm nướng bẹt nó như thế nào. Đây, cá chấm bay đây nhá mọi người nhá. Nhìn nó giống đang khỏe ra bay không? Thôi, clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây đây. Nếu thấy clip của anh em mình hay nhớ để lại cho anh em một like, một share, một comment, một đăng ký kênh, ấn chuông bên cạnh nhá. Chào tất cả mọi người nhá.